sủa hết hả? Đang hưng phấn tính nhúng mấy cái nữa tới. À, em vẫn chưa hết cái hơi cơ hưng phấn của em hả? Em nhúng mấy cái máy bật rồi đó, cái đây không kịp. Máy bật giờ anh cho một đoạn nhạc riêng một mình em nhảy đây nha. Không có được vận động mệt nhiễm ra. Không nha, mình phải vận động luôn nha. Thì cái não của mình nó mới động luôn. Nó kêu là động não đó em. Sợ quá, anh làm em sợ quá, em không có trí thức được làm được luôn á. Hả? Tức là nếu là không làm vậy là em sẽ có kiến thức bao la để trả lời. Dạ đúng rồi đó, cho em bình tâm thì em sẽ có kiến thức em thi. Đọc câu nào của em sáng tác liền là hôm nay cảm xúc vui quá đến đây sao nè. Hôm nay cảm xúc vui quá đến đây mới nhúng mấy cái mà buồn. Trời ơi, nó không vô được một chữ nào luôn. Em đã nói rồi mà em chưa nhúng này. Cái câu mồi của anh nó cũng không vô nữa, sao câu sao vô được. Cái ý là anh đưa ra thôi. Còn lấy em câu tự sắp xếp văn chương rồi kia. Hôm nay cảm xúc vui ghê gì đó, mới ra nhúng nhảy chưa phê đã dừng vô vậy. Ai mà thảy vô được 3 chai là mình thắng. Bất kỳ chai nào hay là mỗi một chai nào cũng được. Cứ vào cái nào nhiều đồng trước là thắng phải không anh? Đúng. Từng người thảy nha, Misa xong tới qua rồi qua lại như vậy ha. Dạ. Đầu tiên, Ngọc Hoa trước nè. Dạ. Nhắm nè, nhắm kỹ nè. Còn thấy chua. Xa quá. Tới Misa. Vô nè. Xa quá đi luôn. Ủa? Đi đâu? Chua vậy trời. Vô. Trời ơi. Nhớ rồi, có cần em đi lụm lại giùm không? Từ từ. Rồi Misa lượt cuối nè. Misa thử cái cuối. Vô không? Dạ không luôn. Không vô. Ngọc Hoa chiến thắng. Tiếp theo Hải và Phúc qua đây. Chuẩn bị bắt đầu. Mém vô. Một đều. Hãy vô là anh thắng đó. Hay quá. 2-1. Rồi bây giờ trận cuối cùng, Ngọc Hoa, Lâm Vĩnh Hải. Rồi chuẩn bị bắt đầu. Anh Hải trước hả? Hải trước được. Cũng vậy được rồi. Để tôi đánh. Ôi xem mạnh vậy ta. Trời ơi, qua vô trước một chai. Hết rồi đó. Xào quá rồi anh Nghĩa ơi. Hai vòng tụi coi quá em. Chẳng có chắc anh đi. Nhỏ đi hội chợ nhiều lắm không? Còn một cái làm luôn đi. Mà nhỏ đi hội chợ nhiều lắm nè. Tại bây còn hai cái hay vô hai cái này ngoài nè. Ủa anh đi đâu bệnh vậy? Nó muốn, nó muốn. Đáng cái lấy dịch vụ hả? Danh dự à? Đáng cái rồi. Không có danh dự luôn. Mất danh dự luôn. Dạ thưa quý vị, trong cái trận mà vừa rồi Ngọc Hoa đã chiến thắng một cách quyết liệt. 2 vòng vô một lúc luôn. Cho nên bây giờ tại giờ chú em phải chẳng hơn người nè Hoa. Trời em mà chẳng mấy chốc em thi Olympic tới nơi rồi. Olympic có tiêu vậy thể vòng nữa hả? Ủa có không nào? Hả? Thì đó nhờ em thì Olympic sẽ thêm cái môn này vào nha. Đúng rồi.